Xin kính chào tất cả các anh chị và cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube Thức Ăn Dinh Dưỡng Sống Khỏe. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các anh, chị và cô chú dinh dưỡng bổ ích của dưa leo. Dưa chuột hay dưa leo thường được coi là một món ăn chơi hay trang trí các món ăn. Trong khi đó, không chỉ chứa nhiều nước và muối khoáng, thứ rau tuyệt vời ít calo này còn rất giàu dinh dưỡng. Và cách bảo quản cũng như chế biến sẽ quyết định giá trị dinh dưỡng và an toàn của loại quả bổ dưỡng này. Dưa chuột hay dưa leo thường được coi là một món ăn chơi hay trang trí các món ăn. Trong khi đó, không chỉ chứa nhiều nước và muối khoáng, thứ rau tuyệt vời ít calo này còn rất giàu dinh dưỡng. Và cách bảo quản cũng như chế biến sẽ quyết định giá trị dinh dưỡng và an toàn của loại quả bổ dưỡng này. Bạn đang xem video dinh dưỡng của dưa leo tại kênh YouTube Thức Ăn Dinh Dưỡng Sống Khỏe. Bảo quản cũng như chế biến sẽ quyết định giá trị dinh dưỡng và an toàn của loại quả bổ dưỡng này. Bạn đang xem video dinh dưỡng của dưa leo tại kênh YouTube Thức Ăn Dinh Dưỡng Sống Khỏe. Là một trong những loại rau rất ít calo, 100g dưa chuột chỉ cung cấp 15 calo. Dưa chuột không chứa chất béo no hoặc cholesterol. Vỏ dưa chuột là nguồn chất xơ tốt giúp giảm táo bón và có tác dụng bảo vệ chống ung thư đại tràng nhờ loại bỏ những hợp chất độc trong ruột, là nguồn kali rất tốt, một chất điện giải quan trọng trong tế bào. 100g dưa chuột cung cấp 147mg kali nhưng chỉ cung cấp 2mg natri. Kali là chất điện giải thân thiện với tim, giúp giảm huyết áp và nhịp tim nhờ đối kháng lại. Tác dụng của natri, dưa chuột chứa những chất chống oxy hóa đặc biệt với tỷ lệ hợp lý như caroten và caroten, vitamin C, vitamin A, zeaxanthin và lutein. Những hợp chất này có tác dụng dọn sạch các gốc tự do và oxy phản ứng, ROS, đóng vai trò trong lão hóa và nhiều quá trình bệnh. Cường độ chống oxy hóa được đo bằng giá trị ORAC, công suất hấp thu gốc oxy là 214 mol/te 100g. Dưa chuột có đặc tính lợi tiểu nhẹ, có lẽ là nhờ lượng muối thấp, hàm lượng nước tự do và kali. Đặc tính này giúp kiểm soát tình trạng tăng cân và huyết áp cao. Điều đáng ngạc nhiên là loại quả này có lượng vitamin K cao, cung cấp khoảng 17g vitamin K, 100g vitamin K có vai trò quan trọng đối với xương do nó thúc đẩy hoạt động tạo xương. Vitamin này cũng đã được xác định vai trò trong điều trị bệnh nhân nhờ hạn chế tổn thương tế bào thần kinh trong não. Lựa chọn và bảo quản, dưa chuột hầu như được bán quanh năm, cả ở dạng tươi, dạng bảo quản và chế biến sẵn. Nếu mua dưa chuột tươi, nên chọn những quả có màu xanh sáng, cứng và chắc tay. Xem kỹ để phát hiện những vết chấm, đứt hoặc nứt vỡ trên bề mặt quả dưa. Không mua những quả đã quá già hoặc có màu vàng vì chúng thường chứa nhiều chất xơ không tan và hạt cứng. Ngoài ra, cũng nên tránh những quả mà hai đầu nhăn nheo, vì đó là dấu hiệu dưa đã cũ và bị héo. Loại dưa được trồng hữu cơ sẽ giàu hương. Chế biến, rửa sạch dưới vòi nước lạnh ngay trước khi ăn. Đôi khi phải cọ thật kỹ chỗ có gai hoặc chất bẩn bám chặt. Dùng dao sắc cắt hai đầu và xoa hai đầu vỏ vào nhau để loại bớt chất nhựa trắng dính có thể làm đầu quả dưa bị đắng. Sau đó có thể cắt thành từng miếng dài, miếng nhỏ hoặc từng khoanh. Dưa chuột có thể dùng ăn sống, trộn salad, làm sinh tố, nấu súp hoặc chế biến thành nhiều món ăn khác. Chế biến, rửa sạch dưới vòi nước lạnh ngay trước khi ăn. Đôi khi phải cọ thật kỹ chỗ có gai hoặc chất bẩn bám chặt. Dùng dao sắc cắt hai đầu và xoa hai đầu vỏ vào nhau để loại bớt chất nhựa trắng dính có thể làm đầu quả dưa bị đắng. Sau đó có thể cắt thành từng miếng dài, miếng nhỏ hoặc từng khoanh. Dưa chuột có thể dùng ăn sống, trộn salad, làm sinh tố, nấu súp hoặc chế biến thành nhiều món ăn khác. 7 công dụng của dưa leo nhất định bạn phải biết. Công dụng của dưa leo đối với sức khỏe nhiều hơn những gì chúng ta thường nghĩ. Không chỉ đơn giản là loại rau củ quả dùng thanh mát, giải nhiệt trong ngày nóng, dưa leo còn nhiều giá trị khác. 1. Về dưa leo cùng họ với dưa hấu và bí ngô là một trong những loại thực phẩm phổ biến. Loại quả này rất được ưa chuộng sử dụng trong thực đơn hàng ngày của các gia đình. Dưa leo đặc biệt được tiêu thụ rất nhiều trong những ngày nóng hoặc mùa hè. Dưa leo được dùng theo hai dạng phổ biến. Dưa lớn, được cắt lát ăn tươi, làm salad hoặc xào nấu. Loại dưa lớn này thường vỏ mịn, nhiều nước vị thanh nhẹ. Dưa nhỏ là loại được sử dụng để muối chua. Loại dưa này bao gồm cả vỏ mịn hoặc có về sần hay gai ở vỏ. Dưa nhỏ này đôi lúc vị có thể hơi đắng một chút và ít nước hơn dưa lớn. 2.
dinh dưỡng của dưa leo. Dưa leo cũng được xếp vào một trong những thực phẩm siêu dinh dưỡng. Dưa leo có lượng calo rất thấp nhưng chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng. Một quả dưa leo khoảng 300g chưa gọt vỏ chứa lượng dinh dưỡng như sau: calo 45, cát 11g, protein 2g, vitamin C 14% RGI, vitamin K 62% RGI, magie 10% RGI, kali 13% RGI, mangan 12% RGI. Trong đó RGI, Refensen Daily Inta, là mức tiêu thụ hàng ngày tham khảo hay khẩu phần hàng ngày tham khảo. Ngoài ra, dưa leo có hàm lượng nước cao. Trên thực tế, dưa leo được tạo thành từ khoảng 96% nước. Để tận dụng tối đa hàm lượng dinh dưỡng của dưa leo, thường bạn sẽ được khuyên là dùng cả vỏ. Vì vỏ dưa leo chứa một lượng chất xơ đáng kể, cũng như một số vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, để an toàn, bạn nên rửa thật sạch và ngâm qua nước muối loãng để đảm bảo dưa đủ sạch trước khi dùng. 3. 7 công dụng của dưa leo bạn nhất định nên biết. 3.1. Công dụng của dưa leo điển hình nhất, giúp ngăn ngừa mất nước. Như chúng ta thấy đề cập ở trên, dưa leo là loại quả cực kỳ nhiều nước. Hơn thế, dưa leo còn chứa các chất điện giải quan trọng. Các chất điện giải này có thể giúp chúng ta ngăn ngừa mất nước hiệu quả. Đối với những người không bảo đảm uống đủ nước, thậm chí là không thích uống quá nhiều nước thì có thể uống nước dưa leo. Để loại nước này thêm hấp dẫn, bạn có thể thêm vào một vài lá bạc hà để tăng mùi thơm cho thức uống khá thân thiện này. Như vậy, với tác dụng này của dưa leo, chúng ta có thêm nước điện giải tự nhiên nửa ngoài nước dừa cho mùa nóng này rồi. Dùng dưa leo xen kẽ trong danh sách thức uống cho ngày nóng, hẳn giảm đi không ít băn khoăn của nhiều người về uống nước dừa mỗi ngày. 3.2. Dưa leo tốt cho sức khỏe của xương. Dưa leo có chứa lượng vitamin K đáng kể. Mà, vitamin K có thể giúp đông máy và hỗ trợ sức khỏe của xương. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, USDA, một ly nước dưa chuột không gọt vỏ khoảng 142g có thể cung cấp 10.2 microgram, vitamin K. Trong khi đó, nữ giới từ 19 tuổi trở lên cần 90 microgram vitamin K ngày. Nam giới từ 19 tuổi trở lên cần 120 microgram vitamin K ngày. Dưa leo cũng chứa 19.9 mg canxi. Trong khi đó, người trưởng thành cần 1.000 đến 2.000 microgram canxi ngày. Chúng ta cũng nên biết rằng vitamin K giúp cải thiện sự hấp thụ canxi. Sự xuất hiện cùng nhau của cả hai loại này đều góp phần tích cực cho sức khỏe của xương. Và dưa leo thì có đủ và thậm chí là lượng đáng kể. Điều này cũng khiến chúng ta có lý do để thường xuyên sử dụng dưa leo hơn. 3.3. Tác dụng phòng tránh ung thư. Theo nghiên cứu, trong dưa leo có chứa cucurbitin. Chất này có thể giúp ngăn ngừa ung thư bằng cách ngăn chặn các tế bào ung thư sinh sản. Bên cạnh đó, một ly dưa chuột khoảng 133g, không bỏ vỏ, có thể cung cấp 1g chất xơ. Trong khi đó, chất xơ có thể giúp chúng ta phòng chống ung thư đại trực tràng. 3.5. Tốt cho người có bệnh tiểu đường. Theo nghiên cứu, dưa leo có thể đóng một vai trò nhất định trong việc kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Vì dưa leo có chứa các chất có thể giúp hạ đường huyết hoặc ngăn đường huyết tăng quá cao. Có một giả thuyết còn cho rằng cucurbitin trong dưa leo có thể giúp điều chỉnh giải phóng insulin và chuyển hóa glycogen ở gan, một loại hormone chủ chốt trong quá trình xử lý đường trong máu. 3.5. Tốt cho người có bệnh tiểu đường. Theo nghiên cứu, dưa leo có thể đóng một vai trò nhất định trong việc kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Vì dưa leo có chứa các chất có thể giúp hạ đường huyết hoặc ngăn đường huyết tăng quá cao. Có một giả thuyết còn cho rằng cucurbitin trong dưa leo có thể giúp điều chỉnh giải phóng insulin và chuyển hóa glycogen ở gan, một loại hormone chủ chốt trong quá trình xử lý đường trong máu. Ngoài ra, chất xơ trong dưa leo cũng góp phần ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường tai 2. Cuối cùng, các nghiên cứu cũng cho biết dưa leo có điểm thấp về chỉ số đường huyết. Điều này có nghĩa là dưa leo cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu mà không thêm carbohydrate có thể làm tăng đường huyết. 3.6. Công dụng của dưa leo, giúp giảm cân hiệu quả. Vì hàm lượng calo khá thấp lại nhiều nước, dưa leo cũng là một trong những lựa chọn giúp giảm cân cực kỳ hiệu quả. Một phần ăn bình thường khoảng 104g có thể chứa 16 calo, trong khi 300g dưa leo chỉ chứa 45 calo. Điều này có nghĩa là
bạn có thể dùng dưa leo nhiều gấp 3 lần khẩu phần bình thường nhưng không thêm calo và đương nhiên không dẫn tới tăng cân. 3.7. Công dụng của dưa leo, chăm sóc da cực tốt. Hầu hết chúng ta không còn lạ với công dụng này của dưa leo phải không nhỉ? Dưa leo được dùng để đắp mặt nạ khá phổ biến, vì các chất dinh dưỡng từ dưa leo có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe của làn da. Dưa leo có thể giúp làm mát, làm dịu làn da, giảm sưng và giảm kích ứng. Dưa leo có thể làm giảm bớt cháy nắng. Hay khi đắp lên mắt, chúng có thể giúp giảm bọng mắt bị sưng khi chúng ta ngủ dậy. Dưa leo an toàn hầu như cho tất cả các làn da. Tuy nhiên, để an toàn thì chúng ta cũng nên dùng một lượng nhỏ trước để xem da có phản ứng gì hay không, rồi mới nên sử dụng tiếp. 4. Sử dụng và lưu trữ dưa leo như thế nào? 4.1. Sử dụng dưa leo. Cách dùng dưa leo phổ biến nhất là dùng để ăn tươi, làm salad. Trước khi dùng, bạn có thể ngâm nước muối, sau đó rửa sạch lại. Có thể gọt vỏ đi hoặc không tùy ý. Nếu muốn giảm lượng nước ở dưa để làm món ăn không bị chảy nước, bạn có thể vắt bớt nước ở dưa leo đi. Ngoài dùng tươi, trộn salad, dưa leo cũng có thể kết hợp với một số món ăn như xào hoặc nấu chín. Vì dưa leo cũng khá nhanh chín mềm, nên để có độ giòn ngon, thường khi chế biến, bạn sẽ cho dưa vào sau cùng trước khi tắt bếp. 4.2. Lưu trữ dưa leo. Thông thường, chúng ta sẽ không chọn những quả dưa leo vàng, có những chỗ bị vết lõm hoặc đầu trái dưa bị héo. Vì đây là những trái già và không còn tươi ngon nữa, muốn để dưa được lâu, bạn hãy chọn những quả có màu sáng, cầm chắc tay, màu xanh đậm và cỡ trái vừa, đừng quá to. Những trái có vết xước hoặc vết dập bạn cũng không nên chọn, vì những trái này sẽ không bảo quản được lâu, rất nhanh chóng bị hư. Những thông tin trên hy vọng có thể giúp bạn hiểu nhiều hơn về tác dụng cũng như những thông tin khác của dưa leo, hay còn gọi là dưa chuột. Đây là loại quả mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Vì thế, bạn hãy nhanh chóng bổ sung vào thực đơn ăn uống mỗi tuần nhé. Trên đây là những kiến thức được kênh Thức Ăn Dinh Dưỡng Sống Khỏe chia sẻ về dưa leo. Mong rằng sẽ giúp anh, chị, bạn bè, cô chú, bác coi đế nâng cao kiến thức. Dưa chuột hay dưa leo thường được coi là một món ăn chơi hay trang trí các món ăn. Trong khi đó, không chỉ chứa nhiều nước và muối khoáng, thứ rau tuyệt vời ít calo này còn rất giàu dinh dưỡng. Và cách bảo quản cũng như chế biến sẽ quyết định giá trị dinh dưỡng và an toàn của loại quả bổ dưỡng này. Dưa chuột hay dưa leo thường được coi là một món ăn chơi hay trang trí các món ăn. Trong khi đó, không chỉ chứa nhiều nước và muối khoáng, thứ rau tuyệt vời ít calo này còn rất giàu dinh dưỡng. Và cách bảo quản cũng như chế biến sẽ quyết định giá trị dinh dưỡng và an toàn của loại quả bổ dưỡng này. Bạn đang xem video dinh dưỡng của dưa leo tại kênh YouTube Thức Ăn Dinh Dưỡng Sống Khỏe. Bảo quản cũng như chế biến sẽ quyết định giá trị dinh dưỡng và an toàn của loại quả bổ dưỡng này. Bạn đang xem video dinh dưỡng của dưa leo tại kênh YouTube Thức Ăn Dinh Dưỡng Sống Khỏe. Là một trong những loại rau rất ít calo, 100g dưa chuột chỉ cung cấp 15 calo. Dưa chuột không chứa chất béo no hoặc cholesterol. Vỏ dưa chuột là nguồn chất xơ tốt giúp giảm táo bón và có tác dụng bảo vệ chống ung thư đại tràng nhờ loại bỏ những hợp chất độc trong ruột, là nguồn kali rất tốt, một chất điện giải quan trọng trong tế bào. 100g dưa chuột cung cấp 147mg kali nhưng chỉ cung cấp 2mg natri. Kali là chất điện giải thân thiện với tim, giúp giảm huyết áp và nhịp tim nhờ đối kháng lại. Tác dụng của natri, dưa chuột chứa những chất chống oxy hóa đặc biệt với tỷ lệ hợp lý như caroten và caroten, vitamin C, vitamin A, zeaxanthin và lutein. Những hợp chất này có tác dụng dọn sạch các gốc tự do và oxy phản ứng, ROS, đóng vai trò trong lão hóa và nhiều quá trình bệnh. Cường độ chống oxy hóa được đo bằng giá trị ORAC, công suất hấp thu gốc oxy là 214 mol/100 g. Dưa chuột có đặc tính lợi tiểu nhẹ, có lẽ là nhờ lượng muối thấp, hàm lượng nước tự do và kali. Đặc tính này giúp kiểm soát tình trạng tăng cân và huyết áp cao. Điều đáng ngạc nhiên là loại quả này có lượng vitamin K cao, cung cấp khoảng 17g vitamin K, 100g vitamin K có vai trò quan trọng đối với xương do nó thúc đẩy hoạt động tạo xương. Vitamin này cũng đã được xác định vai trò trong điều trị bệnh nhân nhờ hạn chế tổn thương tế bào thần kinh trong não. Lựa chọn và bảo quản. Dưa chuột hầu như được bán quanh năm, cả ở dạng tươi, dạng bảo quản và chế biến sẵn. Nếu mua dưa chuột tươi, nên chọn những quả có màu xanh sáng, cứng và chắc tay. C.
xem kỹ để phát hiện những vết chấm, đứt hoặc nứt vỡ trên bề mặt quả dưa. Không mua những quả đã quá già hoặc có màu vàng vì chúng thường chứa nhiều chất xơ không tan và hạt cứng. Ngoài ra, cũng nên tránh những quả mà hai đầu nhăn nheo, vì đó là dấu hiệu dưa đã cũ và bị héo. Loại dưa được trồng hữu cơ sẽ giàu hương. Chế biến, rửa sạch dưới vòi nước lạnh ngay trước khi ăn. Đôi khi phải cọ thật kỹ chỗ có gai hoặc chất bẩn bám chặt. Dùng dao sắc cắt hai đầu và xoa hai đầu vỏ vào nhau để loại bớt chất nhựa trắng dính có thể làm đầu quả dưa bị đắng. Sau đó có thể cắt thành từng miếng dài, miếng nhỏ hoặc từng phanh. Dưa chuột có thể dùng ăn sống, trộn salad, làm sinh tố, nấu súp hoặc chế biến thành nhiều món ăn khác. Chế biến, rửa sạch dưới vòi nước lạnh ngay trước khi ăn. Đôi khi phải cọ thật kỹ chỗ có gai hoặc chất bẩn bám chặt. Dùng dao sắc cắt hai đầu và xoa hai đầu vỏ vào nhau để loại bớt chất nhựa trắng dính có thể làm đầu quả dưa bị đắng. Sau đó có thể cắt thành từng miếng dài, miếng nhỏ hoặc từng phanh. Dưa chuột có thể dùng ăn sống, trộn salad, làm sinh tố, nấu súp hoặc chế biến thành nhiều món ăn khác. 7 công dụng của dưa leo nhất định bạn phải biết. Công dụng của dưa leo đối với sức khỏe nhiều hơn những gì chúng ta thường nghĩ. Không chỉ đơn giản là loại rau củ quả dùng thanh mát, giải nhiệt trong ngày nóng, dưa leo còn nhiều giá trị khác. Một, về dưa leo cùng họ với dưa hấu và bí ngô là một trong những loại thực phẩm phổ biến. Loại quả này rất được ưa chuộng sử dụng trong thực đơn hàng ngày của các gia đình. Dưa leo đặc biệt được tiêu thụ rất nhiều trong những ngày nóng hoặc mùa hè. Dưa leo được dùng theo hai dạng phổ biến: dưa lớn, được cắt lát ăn tươi, làm salad hoặc xào nấu. Loại dưa lớn này thường vỏ mịn, nhiều nước vị thanh nhẹ. Dưa nhỏ là loại được sử dụng để muối chua. Loại dưa này bao gồm cả vỏ mịn hoặc có về sần hay gai ở vỏ. Dưa nhỏ này đôi lúc vị có thể hơi đắng một chút và ít nước hơn dưa lớn. 2. Dinh dưỡng của dưa leo. Dưa leo cũng được xếp vào một trong những thực phẩm siêu dinh dưỡng. Dưa leo có lượng calo rất thấp nhưng chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng. Một quả dưa leo khoảng 300g chưa gọt vỏ chứa lượng dinh dưỡng như sau: calo 45, cát 11g, protein 2g, vitamin C 14% RGI, vitamin K 62% RGI, magie 10% RGI, kali 13% RGI, mangan 12% RGI. Trong đó RGI, Stephenson Daily Inta, là mức tiêu thụ hàng ngày tham khảo hay khẩu phần hàng ngày tham khảo. Ngoài ra, dưa leo có hàm lượng nước cao. Trên thực tế, dưa leo được tạo thành từ khoảng 96% nước. Để tận dụng tối đa hàm lượng dinh dưỡng của dưa leo, thường bạn sẽ được khuyên là dùng cả vỏ. Vì vỏ dưa leo chứa một lượng chất xơ đáng kể, cũng như một số vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, để an toàn, bạn nên rửa thật sạch và ngâm qua nước muối loãng để đảm bảo dưa đủ sạch trước khi dùng. 3. 7 công dụng của dưa leo bạn nhất định nên biết. 3.1. Công dụng của dưa leo điển hình nhất, giúp ngăn ngừa mất nước. Như chúng ta thấy đề cập ở trên, dưa leo là loại quả cực kỳ nhiều nước. Hơn thế, dưa leo còn chứa các chất điện giải quan trọng. Các chất điện giải này có thể giúp chúng ta ngăn ngừa mất nước hiệu quả. Đối với những người không bảo đảm uống đủ nước, thậm chí là không thích uống quá nhiều nước thì có thể uống nước dưa leo. Để loại nước này thêm hấp dẫn, bạn có thể thêm vào một vài lá bạc hà để tăng mùi thơm cho thức uống khá thân thiện này. Như vậy, với tác dụng này của dưa leo, chúng ta có thêm nước điện giải tự nhiên nữa ngoài nước dừa cho mùa nóng này rồi. Dùng dưa leo xen kẽ trong danh sách thức uống cho ngày nóng, hẳn giảm đi không ít băn khoăn của nhiều người về uống nước dừa mỗi ngày. 3.2. Dưa leo tốt cho sức khỏe của xương. Dưa leo có chứa lượng vitamin K đáng kể. Mà, vitamin K có thể giúp đông máy và hỗ trợ sức khỏe của xương. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, USDA, một ly nước dưa chuột, không gọt vỏ, khoảng 142g có thể cung cấp 10.2 microgram vitamin K. Trong khi đó, nữ giới từ 19 tuổi trở lên cần 90 microgram vitamin K ngày. Nam giới từ 19 tuổi trở lên cần 120 microgram vitamin K ngày. Dưa leo cũng chứa 19.9 mg canxi. Trong khi đó, người trưởng thành cần 1.000 đến 2.000 microgram canxi ngày. Chúng ta cũng nên biết rằng vitamin K giúp cải thiện sự hấp thụ canxi. Sự xuất hiện cùng nhau của cả hai loại này đều góp phần tích cực cho sức khỏe của xương. Và
dưa leo thì có đủ và thậm chí là lượng đáng kể. Điều này cũng khiến chúng ta có lý do để thường xuyên sử dụng dưa leo hơn. 3.3. Tác dụng phòng tránh ung thư. Theo nghiên cứu, trong dưa leo có chứa cucurbitan. Chất này có thể giúp ngăn ngừa ung thư bằng cách ngăn chặn các tế bào ung thư sinh sản. Bên cạnh đó, một ly dưa chuột khoảng 133g, không bỏ vỏ, có thể cung cấp 1g chất xơ. Trong khi đó, chất xơ có thể giúp chúng ta phòng chống ung thư đại trực tràng. 3.5. Tốt cho người có bệnh tiểu đường. Theo nghiên cứu, dưa leo có thể đóng một vai trò nhất định trong việc kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Vì dưa leo có chứa các chất có thể giúp hạ đường huyết hoặc ngăn đường huyết tăng quá cao. Có một giả thuyết còn cho rằng, cucurbitan trong dưa leo có thể giúp điều chỉnh giải phóng insulin và chuyển hóa glycogen ở gan, một loại hormone chủ chốt trong quá trình xử lý đường trong máu. 3.5. Tốt cho người có bệnh tiểu đường. Theo nghiên cứu, dưa leo có thể đóng một vai trò nhất định trong việc kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Vì dưa leo có chứa các chất có thể giúp hạ đường huyết hoặc ngăn đường huyết tăng quá cao. Có một giả thuyết còn cho rằng, cucurbitan trong dưa leo có thể giúp điều chỉnh giải phóng insulin và chuyển hóa glycogen ở gan, một loại hormone chủ chốt trong quá trình xử lý đường trong máu. Ngoài ra, chất xơ trong dưa leo cũng góp phần ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường tai 2. Cuối cùng, các nghiên cứu cũng cho biết, dưa leo có điểm thấp về chỉ số đường huyết. Điều này có nghĩa là, dưa leo cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu mà không thêm carbohydrate có thể làm tăng đường huyết. 3.6. Công dụng của dưa leo, giúp giảm cân hiệu quả. Vì hàm lượng calo khá thấp lại nhiều nước, dưa leo cũng là một trong những lựa chọn giúp giảm cân cực kỳ hiệu quả. Một phần ăn bình thường khoảng 104g có thể chứa 16 calo, trong khi 300g dưa leo chỉ chứa 45 calo. Điều này có nghĩa là bạn có thể dùng dưa leo nhiều gấp 3 lần khẩu phần bình thường nhưng không thêm calo và đương nhiên không dẫn tới tăng cân. 3.7. Công dụng của dưa leo, chăm sóc da cực tốt. Hầu hết chúng ta không còn lạ với công dụng này của dưa leo phải không nhỉ? Dưa leo được dùng để đắp mặt nạ khá phổ biến. Vì các chất dinh dưỡng từ dưa leo có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe của làn da. Dưa leo có thể giúp làm mát, làm dịu làn da, giảm sưng và giảm kích ứng. Dưa leo có thể làm giảm bớt cháy nắng. Hay khi đắp lên mắt, chúng có thể giúp giảm bọng mắt bị sưng khi chúng ta ngủ dậy. Dưa leo an toàn hầu như cho tất cả các làn da. Tuy nhiên, để an toàn thì chúng ta cũng nên dùng một lượng nhỏ trước để xem da có phản ứng gì hay không, rồi mới nên sử dụng tiếp. 4. Sử dụng và lưu trữ dưa leo như thế nào? 4.1. Sử dụng dưa leo. Cách dùng dưa leo phổ biến nhất là dùng để ăn tươi, làm salad. Trước khi dùng, bạn có thể ngâm nước muối, sau đó rửa sạch lại. Có thể gọt vỏ đi hoặc không tùy ý. Nếu muốn giảm lượng nước ở dưa để làm món ăn không bị chảy nước, bạn có thể vắt bớt nước ở dưa leo đi. Ngoài dùng tươi, trộn salad, dưa leo cũng có thể kết hợp với một số món ăn như xào hoặc nấu chín. Vì dưa leo cũng khá nhanh chín mềm, nên để có độ giòn ngon, thường khi chế biến, bạn sẽ cho dưa vào sau cùng trước khi tắt bếp. 4.2. Lưu trữ dưa leo. Thông thường, chúng ta sẽ không chọn những quả dưa leo vàng, có những chỗ bị vết lõm hoặc đầu trái dưa bị héo. Vì đây là những trái già và không còn tươi ngon nữa, muốn để dưa được lâu, bạn hãy chọn những quả có màu sáng, cầm chắc tay, màu xanh đậm và cỡ trái vừa đừng quá to. Những trái có vết xước hoặc vết dập bạn cũng không nên chọn, vì những trái này sẽ không bảo quản được lâu, rất nhanh chóng bị hư. Những thông tin trên hy vọng có thể giúp bạn hiểu nhiều hơn về tác dụng cũng như những thông tin khác của dưa leo hay còn gọi là dưa chuột. Đây là loại quả mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Vì thế, bạn hãy nhanh chóng bổ sung vào thực đơn ăn uống mỗi tuần nhé. Trên đây là những kiến thức được kênh Thức Ăn Dinh Dưỡng Sống Khỏe chia sẻ về dưa leo. Mong rằng sẽ giúp anh chị, bạn bè, cô chú, bác coi để nâng cao kiến thức. Dưa chuột hay dưa leo thường được coi là một món ăn chơi hay trang trí các món ăn. Trong khi đó, không chỉ chứa nhiều nước và muối khoáng, thứ rau tuyệt vời ít calo này còn rất giàu dinh dưỡng. Và cách bảo quản cũng như chế biến sẽ quyết định giá trị dinh dưỡng và an toàn của loại quả bổ dưỡng này. Dưa chuột hay dưa leo thường được coi là một món ăn chơi hay trang trí các món ăn. Trong khi đó, không chỉ chứa nhiều nước và muối khoáng, thứ rau tuyệt vời ít calo này còn rất giàu dinh dưỡng. Và cách
bảo quản cũng như chế biến sẽ quyết định giá trị dinh dưỡng và an toàn của loại quả bổ dưỡng này. Bạn đang xem video dinh dưỡng của dưa leo tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe. Bảo quản cũng như chế biến sẽ quyết định giá trị dinh dưỡng và an toàn của loại quả bổ dưỡng này. Bạn đang xem video dinh dưỡng của dưa leo tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe. Là một trong những loại rau rất ít calo, 100g dưa chuột chỉ cung cấp 15 calo. Dưa chuột không chứa chất béo no hoặc cholesterol. Vỏ dưa chuột là nguồn chất xơ tốt giúp giảm táo bón và có tác dụng bảo vệ chống ung thư đại tràng nhờ loại bỏ những hợp chất độc trong ruột, là nguồn kali rất tốt, một chất điện giải quan trọng trong tế bào. 100g dưa chuột cung cấp 147mg kali nhưng chỉ cung cấp 2mg natri. Kali là chất điện giải thân thiện với tim, giúp giảm huyết áp và nhịp tim nhờ đối kháng lại. Tác dụng của natri, dưa chuột chứa những chất chống oxy hóa đặc biệt với tỷ lệ hợp lý như caroten và caroten, vitamin C, vitamin A, zeaxanthin và lutein. Những hợp chất này có tác dụng dọn sạch các gốc tự do và oxy phản ứng, ROS, đóng vai trò trong lão hóa và nhiều quá trình bệnh. Cường độ chống oxy hóa được đo bằng giá trị ORAC, công suất hấp thu gốc oxy là 214 mol/100 g. Dưa chuột có đặc tính lợi tiểu nhẹ, có lẽ là nhờ lượng muối thấp, hàm lượng nước tự do và kali. Đặc tính này giúp kiểm soát tình trạng tăng cân và huyết áp cao. Điều đáng ngạc nhiên là loại quả này có lượng vitamin K cao, cung cấp khoảng 17 g vitamin K, 100 g vitamin K có vai trò quan trọng đối với xương do nó thúc đẩy hoạt động tạo xương. Vitamin này cũng đã được xác định vai trò trong điều trị bệnh nhân nhờ hạn chế tổn thương tế bào thần kinh trong não. Lựa chọn và bảo quản, dưa chuột hầu như được bán quanh năm, cả ở dạng tươi, dạng bảo quản và chế biến sẵn. Nếu mua dưa chuột tươi, nên chọn những quả có màu xanh sáng, cứng và chắc tay. Xem kỹ để phát hiện những vết chấm, đứt hoặc nứt vỡ trên bề mặt quả dưa. Không mua những quả đã quá già hoặc có màu vàng vì chúng thường chứa nhiều chất xơ không tan và hạt cứng. Ngoài ra, cũng nên tránh những quả mà hai đầu nhăn nheo, vì đó là dấu hiệu dưa đã cũ và bị héo. Loại dưa được trồng hữu cơ sẽ giàu hương. Chế biến, rửa sạch dưới vòi nước lạnh ngay trước khi ăn. Đôi khi phải cọ thật kỹ chỗ có gai hoặc chất bẩn bám chặt. Dùng dao sắc cắt hai đầu và xoa hai đầu vỏ vào nhau để loại bớt chất nhựa trắng dính có thể làm đầu quả dưa bị đắng. Sau đó có thể cắt thành từng miếng dài, miếng nhỏ hoặc từng khoanh. Dưa chuột có thể dùng ăn sống, trộn salad, làm sinh tố, nấu súp hoặc chế biến thành nhiều món ăn khác. Chế biến, rửa sạch dưới vòi nước lạnh ngay trước khi ăn. Đôi khi phải cọ thật kỹ chỗ có gai hoặc chất bẩn bám chặt. Dùng dao sắc cắt hai đầu và xoa hai đầu vỏ vào nhau để loại bớt chất nhựa trắng dính có thể làm đầu quả dưa bị đắng. Sau đó có thể cắt thành từng miếng dài, miếng nhỏ hoặc từng khoanh. Dưa chuột có thể dùng ăn sống, trộn salad, làm sinh tố, nấu súp hoặc chế biến thành nhiều món ăn khác. 7 công dụng của dưa leo nhất định bạn phải biết. Công dụng của dưa leo đối với sức khỏe nhiều hơn những gì chúng ta thường nghĩ. Không chỉ đơn giản là loại rau củ quả dùng thanh mát, giải nhiệt trong ngày nóng, dưa leo còn nhiều giá trị khác. 1. Về dưa leo. Dưa leo cùng họ với dưa hấu và bí ngô là một trong những loại thực phẩm phổ biến. Loại quả này rất được ưa chuộng sử dụng trong thực đơn hàng ngày của các gia đình. Dưa leo đặc biệt được tiêu thụ rất nhiều trong những ngày nóng hoặc mùa hè. Dưa leo được dùng theo hai dạng phổ biến. Dưa lớn, được cắt lát ăn tươi, làm salad hoặc xào nấu. Loại dưa lớn này thường vỏ mịn, nhiều nước vị thanh nhẹ. Dưa nhỏ là loại được sử dụng để muối chua. Loại dưa này bao gồm cả vỏ mịn hoặc có bề sần hay gai ở vỏ. Dưa nhỏ này đôi lúc vị có thể hơi đắng một chút và ít nước hơn dưa lớn. 2. Dinh dưỡng của dưa leo. Dưa leo cũng được xếp vào một trong những thực phẩm siêu dinh dưỡng. Dưa leo có lượng calo rất thấp nhưng chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng. Một quả dưa leo khoảng 300g chưa gọt vỏ chứa lượng dinh dưỡng như sau: calo 45, cát 11g, protein 2g, vitamin C 14% RGI, vitamin K 62% RGI, magie 10% RGI, kali 13% RGI, mangan 12% RGI. Trong đó RGI Reversen Daily Inta là mức tiêu thụ hàng ngày tham khảo hay khẩu phần hàng ngày tham khảo. Ngoài ra, dưa leo có hàm lượng nước cao.
Trên thực tế, dưa leo được tạo thành từ khoảng 96% nước. Để tận dụng tối đa hàm lượng dinh dưỡng của dưa leo, thường bạn sẽ được khuyên là dùng cả vỏ. Vì vỏ dưa leo chứa một lượng chất xơ đáng kể, cũng như một số vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, để an toàn, bạn nên rửa thật sạch và ngâm qua nước muối loãng để đảm bảo dưa đủ sạch trước khi dùng. 3. 7 công dụng của dưa leo bạn nhất định nên biết. 3.1. Công dụng của dưa leo điển hình nhất, giúp ngăn ngừa mất nước. Như chúng ta thấy đề cập ở trên, dưa leo là loại quả cực kỳ nhiều nước. Hơn thế, dưa leo còn chứa các chất điện giải quan trọng. Các chất điện giải này có thể giúp chúng ta ngăn ngừa mất nước hiệu quả. Đối với những người không bảo đảm uống đủ nước, thậm chí là không thích uống quá nhiều nước thì có thể uống nước dưa leo. Để loại nước này thêm hấp dẫn, bạn có thể thêm vào một vài lá bạc hà để tăng mùi thơm cho thức uống khá thân thiện này. Như vậy, với tác dụng này của dưa leo, chúng ta có thêm nước điện giải tự nhiên nữa ngoài nước dừa cho mùa nóng này rồi. Dùng dưa leo xen kẽ trong danh sách thức uống cho ngày nóng, hẳn giảm đi không ít băn khoăn của nhiều người về uống nước dừa mỗi ngày. 3.2. Dưa leo tốt cho sức khỏe của xương. Dưa leo có chứa lượng vitamin K đáng kể. Mà, vitamin K có thể giúp đông máy và hỗ trợ sức khỏe của xương. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, USDA, mỗi ly nước dưa chuột, không gọt vỏ, khoảng 142g có thể cung cấp 10.2 microgram vitamin K. Trong khi đó, nữ giới từ 19 tuổi trở lên cần 90 microgram vitamin K ngày, nam giới từ 19 tuổi trở lên cần 120 microgram vitamin K ngày. Dưa leo cũng chứa 19.9 mg canxi. Trong khi đó, người trưởng thành cần 1.000 đến 2.000 microgram canxi ngày. Chúng ta cũng nên biết rằng vitamin K giúp cải thiện sự hấp thụ canxi. Sự xuất hiện cùng nhau của cả hai loại này đều góp phần tích cực cho sức khỏe của xương. Và dưa leo thì có đủ và thậm chí là lượng đáng kể. Điều này cũng khiến chúng ta có lý do để thường xuyên sử dụng dưa leo hơn. 3.3. Tác dụng phòng tránh ung thư. Theo nghiên cứu, trong dưa leo có chứa cucurbitần. Chất này có thể giúp ngăn ngừa ung thư bằng cách ngăn chặn các tế bào ung thư sinh sản. Bên cạnh đó, một ly dưa chuột khoảng 133g, không bỏ vỏ, có thể cung cấp 1g chất xơ. Trong khi đó, chất xơ có thể giúp chúng ta phòng chống ung thư đại trực tràng. 3.5. Tốt cho người có bệnh tiểu đường. Theo nghiên cứu, dưa leo có thể đóng một vai trò nhất định trong việc kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Vì dưa leo có chứa các chất có thể giúp hạ đường huyết hoặc ngăn đường huyết tăng quá cao. Có một giả thuyết còn cho rằng cucurbitần trong dưa leo có thể giúp điều chỉnh giải phóng insulin và chuyển hóa glycogen ở gan, một loại hormone chủ chốt trong quá trình xử lý đường trong máu. 3.5. Tốt cho người có bệnh tiểu đường. Theo nghiên cứu, dưa leo có thể đóng một vai trò nhất định trong việc kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Vì dưa leo có chứa các chất có thể giúp hạ đường huyết hoặc ngăn đường huyết tăng quá cao. Có một giả thuyết còn cho rằng cucurbitần trong dưa leo có thể giúp điều chỉnh giải phóng insulin và chuyển hóa glycogen ở gan, một loại hormone chủ chốt trong quá trình xử lý đường trong máu. Ngoài ra, chất xơ trong dưa leo cũng góp phần ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường tai 2. Cuối cùng, các nghiên cứu cũng cho biết dưa leo có điểm thấp về chỉ số đường huyết. Điều này có nghĩa là dưa leo cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu mà không thêm carbohydrate có thể làm tăng đường huyết. 3.6. Công dụng của dưa leo, giúp giảm cân hiệu quả. Vì hàm lượng calo khá thấp lại nhiều nước, dưa leo cũng là một trong những lựa chọn giúp giảm cân cực kỳ hiệu quả. Một phần ăn bình thường khoảng 104g có thể chứa 16 calo, trong khi 300g dưa leo chỉ chứa 45 calo. Điều này có nghĩa là bạn có thể dùng dưa leo nhiều gấp 3 lần khẩu phần bình thường nhưng không thêm calo và đương nhiên không dẫn tới tăng cân. 3.7. Công dụng của dưa leo, chăm sóc da cực tốt. Hầu hết chúng ta không còn lạ với công dụng này của dưa leo phải không nhỉ? Dưa leo được dùng để đắp mặt nạ khá phổ biến. Vì các chất dinh dưỡng từ dưa leo có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe của làn da. Dưa leo có thể giúp làm mát, làm dịu làn da, giảm sưng và giảm kích ứng. Dưa leo có thể làm giảm bớt cháy nắng. Hay khi đắp lên mắt, chúng có thể giúp giảm bọng mắt bị sưng khi chúng ta ngủ dậy. Dưa leo an toàn hầu như cho tất cả các làn da. Tuy nhiên, để an toàn thì chúng ta cũng nên dùng một lượng nhỏ trước để xem da có phản ứng gì hay không, rồi mới nên sử dụng tiếp.
4. Sử dụng và lưu trữ dưa leo như thế nào? 4.1. Sử dụng dưa leo. Cách dùng dưa leo phổ biến nhất là dùng để ăn tươi, làm salad. Trước khi dùng, bạn có thể ngâm nước muối, sau đó rửa sạch lại. Có thể gọt vỏ đi hoặc không tùy ý. Nếu muốn giảm lượng nước ở dưa để làm món ăn không bị chảy nước, bạn có thể vắt bớt nước ở dưa leo đi. Ngoài dùng tươi, trộn salad, dưa leo cũng có thể kết hợp với một số món ăn như xào hoặc nấu chín. Vì dưa leo cũng khá nhanh chín mềm, nên để có độ giòn ngon, thường khi chế biến, bạn sẽ cho dưa vào sau cùng trước khi tắt bếp. 4.2. Lưu trữ dưa leo. Thông thường, chúng ta sẽ không chọn những quả dưa leo vàng, có những chỗ bị vết lõm hoặc đầu trái dưa bị héo. Vì đây là những trái già và không còn tươi ngon nữa, muốn để dưa được lâu, bạn hãy chọn những quả có màu sáng, tầm cắt tay, màu xanh đậm và cỡ trái vừa, đừng quá to. Những trái có vết cứt hoặc vết dập bạn cũng không nên chọn, vì những trái này sẽ không bảo quản được lâu, rất nhanh chóng bị hư. Những thông tin trên hy vọng có thể giúp bạn hiểu nhiều hơn về tác dụng cũng như những thông tin khác của dưa leo, hay còn gọi là dưa chuột. Đây là loại quả mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Vì thế, bạn hãy nhanh chóng bổ sung vào thực đơn ăn uống mỗi tuần nhé. Trên đây là những kiến thức được trên Thức Ăn Dinh Dưỡng Sống Khỏe chia sẻ về dưa leo. Mong rằng sẽ giúp anh, chị, bạn bè, cô chú, bác coi đế nâng cao kiến thức. Dưa chuột hay dưa leo thường được coi là một món ăn chơi hay trang trí các món ăn. Trong khi đó, không chỉ chứa nhiều nước và muối khoáng, thứ rau tuyệt vời ít calo này còn rất giàu dinh dưỡng. Và cách bảo quản cũng như chế biến sẽ quyết định giá trị dinh dưỡng và an toàn của loại quả bổ dưỡng này. Dưa chuột hay dưa leo thường được coi là một món ăn chơi hay trang trí các món ăn. Trong khi đó, không chỉ chứa nhiều nước và muối khoáng, thứ rau tuyệt vời ít calo này còn rất giàu dinh dưỡng. Và cách bảo quản cũng như chế biến sẽ quyết định giá trị dinh dưỡng và an toàn của loại quả bổ dưỡng này. Bạn đang xem video dinh dưỡng của dưa leo tại kênh YouTube Thức Ăn Dinh Dưỡng Sống Khỏe. Bảo quản cũng như chế biến sẽ quyết định giá trị dinh dưỡng và an toàn của loại quả bổ dưỡng này. Bạn đang xem video dinh dưỡng của dưa leo tại kênh YouTube Thức Ăn Dinh Dưỡng Sống Khỏe. Là một trong những loại rau rất ít calo, 100g dưa chuột chỉ cung cấp 15 calo. Dưa chuột không chứa chất béo no hoặc cholesterol. Vỏ dưa chuột là nguồn chất xơ tốt giúp giảm táo bón và có tác dụng bảo vệ chống ung thư đại tràng nhờ loại bỏ những hợp chất độc trong ruột, là nguồn kali rất tốt, một chất điện giải quan trọng trong tế bào. 100g dưa chuột cung cấp 147mg kali nhưng chỉ cung cấp 2mg natri. Kali là chất điện giải thân thiện với tim, giúp giảm huyết áp và nhịp tim nhờ đối kháng lại. Tác dụng của natri, dưa chuột chứa những chất chống oxy hóa đặc biệt với tỷ lệ hợp lý như caroten và carotene, vitamin C, vitamin A, zeaxanthin và lutein. Những hợp chất này có tác dụng dọn sạch các gốc tự do và oxy phản ứng, ROS, đóng vai trò trong lão hóa và nhiều quá trình bệnh. Cường độ chống oxy hóa được đo bằng giá trị ORAC, công suất hấp thu gốc oxy là 214 mol/te 100g. Dưa chuột có đặc tính lợi tiểu nhẹ, có lẽ là nhờ lượng muối thấp, hàm lượng nước tự do và kali. Đặc tính này giúp kiểm soát tình trạng tăng cân và huyết áp cao. Điều đáng ngạc nhiên là loại quả này có lượng vitamin K cao, cung cấp khoảng 17g vitamin K, 100g vitamin K có vai trò quan trọng đối với xương do nó thúc đẩy hoạt động tạo xương. Vitamin này cũng đã được xác định vai trò trong điều trị bệnh nhân nhờ hạn chế tổn thương tế bào thần kinh trong não. Lựa chọn và bảo quản. Dưa chuột hầu như được bán quanh năm, cả ở dạng tươi, dạng bảo quản và chế biến sẵn. Nếu mua dưa chuột tươi, nên chọn những quả có màu xanh sáng, cứng và chắc tay. Xem kỹ để phát hiện những vết chấm, đứt hoặc nứt vỡ trên bề mặt quả dưa. Không mua những quả đã quá già hoặc có màu vàng vì chúng thường chứa nhiều chất xơ không tan và hạt cứng. Ngoài ra, cũng nên tránh những quả mà hai đầu nhăn nheo, vì đó là dấu hiệu dưa đã cũ và bị héo. Loại dưa được trồng hữu cơ sẽ giàu hương. Chế biến, rửa sạch dưới vòi nước lạnh ngay trước khi ăn. Đôi khi phải cọ thật kỹ chỗ có gai hoặc chất bẩn bám chặt. Dùng dao sắc cắt hai đầu và xoa hai đầu vỏ vào nhau để loại bớt chất nhựa trắng dính có thể làm đầu quả dưa bị đắng. Sau đó có thể cắt thành từng miếng dài, miếng nhỏ hoặc từng khoanh. Dưa chuột có thể dùng ăn sống, trộn salad, làm sinh tố, nấu súp hoặc chế biến thành nhiều món ăn khác. Chế biến, rửa sạch dưới vòi nước lạnh ngay trước khi ăn.
đôi khi phải cọ thật kỹ chỗ có gai hoặc chất bẩn bám chặt. Dùng dao sắc cắt hai đầu và xoa hai đầu vỏ vào nhau để loại bớt chất nhựa trắng dính có thể làm đầu quả dưa bị đắng. Sau đó có thể cắt thành từng miếng dài, miếng nhỏ hoặc từng khoanh. Dưa chuột có thể dùng ăn sống, trộn salad, làm sinh tố, nấu súp hoặc chế biến thành nhiều món ăn khác. 7 công dụng của dưa leo nhất định bạn phải biết. Công dụng của dưa leo đối với sức khỏe nhiều hơn những gì chúng ta thường nghĩ. Không chỉ đơn giản là loại rau củ quả dùng thanh mát, giải nhiệt trong ngày nóng, dưa leo còn nhiều giá trị khác. 1. Về dưa leo. Dưa leo cùng họ với dưa hấu và bí ngô là một trong những loại thực phẩm phổ biến. Loại quả này rất được ưa chuộng sử dụng trong thực đơn hàng ngày của các gia đình. Dưa leo đặc biệt được tiêu thụ rất nhiều trong những ngày nóng hoặc mùa hè. Dưa leo được dùng theo hai dạng phổ biến. Dưa lớn, được cắt lát ăn tươi, làm salad hoặc xào nấu. Loại dưa lớn này thường vỏ mịn, nhiều nước vị thanh nhẹ. Dưa nhỏ là loại được sử dụng để muối chua. Loại dưa này bao gồm cả vỏ mịn hoặc có về sần hay gai ở vỏ. Dưa nhỏ này đôi lúc vị có thể hơi đắng một chút và ít nước hơn dưa lớn. 2. Dinh dưỡng của dưa leo. Dưa leo cũng được xếp vào một trong những thực phẩm siêu dinh dưỡng. Dưa leo có lượng calo rất thấp nhưng chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng. Một quả dưa leo khoảng 300g chưa gọt vỏ chứa lượng dinh dưỡng như sau: calo 45, cát 11g, protein 2g, vitamin C 14% RGI, vitamin K 62% RGI, magie 10% RGI, kali 13% RGI, mangan 12% RGI. Trong đó RGI, Reference Daily Inta, là mức tiêu thụ hàng ngày tham khảo hay khẩu phần hàng ngày tham khảo. Ngoài ra, dưa leo có hàm lượng nước cao. Trên thực tế, dưa leo được tạo thành từ khoảng 96% nước. Để tận dụng tối đa hàm lượng dinh dưỡng của dưa leo, thường bạn sẽ được khuyên là dùng cả vỏ. Vì vỏ dưa leo chứa một lượng chất xơ đáng kể, cũng như một số vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, để an toàn, bạn nên rửa thật sạch và ngâm qua nước muối loãng để đảm bảo dưa đủ sạch trước khi dùng. 3. 7 công dụng của dưa leo bạn nhất định nên biết. 3.1. Công dụng của dưa leo điển hình nhất, giúp ngăn ngừa mất nước. Như chúng ta thấy đề cập ở trên, dưa leo là loại quả cực kỳ nhiều nước. Hơn thế, dưa leo còn chứa các chất điện giải quan trọng. Các chất điện giải này có thể giúp chúng ta ngăn ngừa mất nước hiệu quả. Đối với những người không bảo đảm uống đủ nước, thậm chí là không thích uống quá nhiều nước thì có thể uống nước dưa leo. Để loại nước này thêm hấp dẫn, bạn có thể thêm vào một vài lá bạc hà để tăng mùi thơm cho thức uống khá thân thiện này. Như vậy, với tác dụng này của dưa leo, chúng ta có thêm nước điện giải tự nhiên nữa ngoài nước dừa cho mùa nóng này rồi. Dùng dưa leo xen kẽ trong danh sách thức uống cho ngày nóng, hẳn giảm đi không ít băn khoăn của nhiều người về uống nước dừa mỗi ngày. 3.2. Dưa leo tốt cho sức khỏe của xương. Dưa leo có chứa lượng vitamin K đáng kể. Mà, vitamin K có thể giúp đông máy và hỗ trợ sức khỏe của xương. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, USDA, mỗi ly nước dưa chuột không gọt vỏ, khoảng 142g có thể cung cấp 10.2 microgram vitamin K. Trong khi đó, nữ giới từ 19 tuổi trở lên cần 90 microgram vitamin K ngày. Nam giới từ 19 tuổi trở lên cần 120 microgram vitamin K ngày. Dưa leo cũng chứa 19.9 mg canxi. Trong khi đó, người trưởng thành cần 1.000 đến 2.000 microgram canxi ngày. Chúng ta cũng nên biết rằng vitamin K giúp cải thiện sự hấp thụ canxi. Sự xuất hiện cùng nhau của cả hai loại này đều góp phần tích cực cho sức khỏe của xương. Và dưa leo thì có đủ và thậm chí là lượng đáng kể. Điều này cũng khiến chúng ta có lý do để thường xuyên sử dụng dưa leo hơn. 3.3. Tác dụng phòng tránh ung thư. Theo nghiên cứu, trong dưa leo có chứa cucurbitần. Chất này có thể giúp ngăn ngừa ung thư bằng cách ngăn chặn các tế bào ung thư sinh sản. Bên cạnh đó, một ly dưa chuột khoảng 133g, không bỏ vỏ, có thể cung cấp 1g chất xơ. Trong khi đó, chất xơ có thể giúp chúng ta phòng chống ung thư đại trực tràng. 3.5. Tốt cho người có bệnh tiểu đường. Theo nghiên cứu, dưa leo có thể đóng một vai trò nhất định trong việc kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Vì dưa leo có chứa các chất có thể giúp hạ đường huyết hoặc ngăn đường huyết tăng quá cao. Có một giả thiết còn cho rằng
Cucurbitan trong dưa leo có thể giúp điều chỉnh giải phóng insulin và chuyển hóa glycogen ở gan, một loại hormone chủ chốt trong quá trình xử lý đường trong máu. 3.5. Tốt cho người có bệnh tiểu đường. Theo nghiên cứu, dưa leo có thể đóng một vai trò nhất định trong việc kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Vì dưa leo có chứa các chất có thể giúp hạ đường huyết hoặc ngăn đường huyết tăng quá cao, có một giả thuyết còn cho rằng cucurbitan trong dưa leo có thể giúp điều chỉnh giải phóng insulin và chuyển hóa glycogen ở gan, một loại hormone chủ chốt trong quá trình xử lý đường trong máu. Ngoài ra, chất xơ trong dưa leo cũng góp phần ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường type 2. Cuối cùng, các nghiên cứu cũng cho biết dưa leo có điểm thấp về chỉ số đường huyết. Điều này có nghĩa là dưa leo cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu mà không thêm carbohydrate có thể làm tăng đường huyết. 3.6. Công dụng của dưa leo, giúp giảm cân hiệu quả. Vì hàm lượng calo khá thấp lại nhiều nước, dưa leo cũng là một trong những lựa chọn giúp giảm cân cực kỳ hiệu quả. Một phần ăn bình thường khoảng 104g có thể chứa 16 calo, trong khi 300g dưa leo chỉ chứa 45 calo. Điều này có nghĩa là bạn có thể dùng dưa leo nhiều gấp 3 lần khẩu phần bình thường nhưng không thêm calo và đương nhiên không dẫn tới tăng cân. 3.7. Công dụng của dưa leo, chăm sóc da cực tốt. Hầu hết chúng ta không còn lạ với công dụng này của dưa leo phải không nhỉ? Dưa leo được dùng để đắp mặt nạ khá phổ biến, vì các chất dinh dưỡng từ dưa leo có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe của làn da. Dưa leo có thể giúp làm mát, làm dịu làn da, giảm sưng và giảm kích ứng. Dưa leo có thể làm giảm bớt cháy nắng. Hay khi đắp lên mắt, chúng có thể giúp giảm bọng mắt bị sưng khi chúng ta ngủ dậy. Dưa leo an toàn hầu như cho tất cả các làn da. Tuy nhiên, để an toàn thì chúng ta cũng nên dùng một lượng nhỏ trước để xem da có phản ứng gì hay không, rồi mới nên sử dụng tiếp. 4. Sử dụng và lưu trữ dưa leo như thế nào? 4.1. Sử dụng dưa leo. Cách dùng dưa leo phổ biến nhất là dùng để ăn tươi, làm salad. Trước khi dùng, bạn có thể ngâm nước muối, sau đó rửa sạch lại. Có thể gọt vỏ đi hoặc không tùy ý. Nếu muốn giảm lượng nước ở dưa để làm món ăn không bị chảy nước, bạn có thể vắt bớt nước ở dưa leo đi. Ngoài dùng tươi, trộn salad, dưa leo cũng có thể kết hợp với một số món ăn như xào hoặc nấu chín. Vì dưa leo cũng khá nhanh chín mềm, nên để có độ giòn ngon, thường khi chế biến, bạn sẽ cho dưa vào sau cùng trước khi tắt bếp. 4.2. Lưu trữ dưa leo. Thông thường, chúng ta sẽ không chọn những quả dưa leo vàng, có những chỗ bị vết lõm hoặc đầu trái dưa bị héo. Vì đây là những trái già và không còn tươi ngon nữa, muốn để dưa được lâu, bạn hãy chọn những quả có màu sáng, cầm chắc tay, màu xanh đậm và cỡ trái vừa đừng quá to. Những trái có vết xước hoặc vết dập bạn cũng không nên chọn, vì những trái này sẽ không bảo quản được lâu rất nhanh chóng bị hư. Những thông tin trên hy vọng có thể giúp bạn hiểu nhiều hơn về tác dụng cũng như những thông tin khác của dưa leo hay còn gọi là dưa chuột. Đây là loại quả mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Vì thế, bạn hãy nhanh chóng bổ sung vào thực đơn ăn uống mỗi tuần nhé. Trên đây là những kiến thức được kênh Thức Ăn Dinh Dưỡng Sống Khỏe chia sẻ về dưa leo. Mong rằng sẽ giúp anh, chị, bạn bè, cô chú, bác coi để nâng cao kiến thức. Dưa chuột hay dưa leo thường được coi là một món ăn chơi hay trang trí các món ăn. Trong khi đó, không chỉ chứa nhiều nước và muối khoáng, thứ rau tuyệt vời ít calo này còn rất giàu dinh dưỡng. Và cách bảo quản cũng như chế biến sẽ quyết định giá trị dinh dưỡng và an toàn của loại quả bổ dưỡng này. Dưa chuột hay dưa leo thường được coi là một món ăn chơi hay trang trí các món ăn. Trong khi đó, không chỉ chứa nhiều nước và muối khoáng, thứ rau tuyệt vời ít calo này còn rất giàu dinh dưỡng. Và cách bảo quản cũng như chế biến sẽ quyết định giá trị dinh dưỡng và an toàn của loại quả bổ dưỡng này. Bạn đang xem video dinh dưỡng của dưa leo tại kênh YouTube Thức Ăn Dinh Dưỡng Sống Khỏe. Bảo quản cũng như chế biến sẽ quyết định giá trị dinh dưỡng và an toàn của loại quả bổ dưỡng này. Bạn đang xem video dinh dưỡng của dưa leo tại kênh YouTube Thức Ăn Dinh Dưỡng Sống Khỏe. Là một trong những loại rau rất ít calo, 100g dưa chuột chỉ cung cấp 15 calo. Dưa chuột không chứa chất béo no hoặc cholesterol. Vỏ dưa chuột là nguồn chất xơ tốt giúp giảm táo bón và có tác dụng bảo vệ chống ung thư đại tràng nhờ loại bỏ những hợp chất độc trong ruột, là nguồn kali rất tốt, một chất điện giải quan trọng trong tế bào. 100g dưa chuột cung cấp 147mg kali nhưng chỉ cung cấp 2mg natri. Kali là chất điện giải thân thiện với tim,
giúp giảm huyết áp và nhịp tim nhờ đối kháng lại. Tác dụng của natri: dưa chuột chứa những chất chống oxy hóa đặc biệt với tỷ lệ hợp lý như carotene và carotene, vitamin C, vitamin A, zeaxanthin và lutein. Những hợp chất này có tác dụng dọn sạch các gốc tự do và oxy phản ứng, ROS, đóng vai trò trong lão hóa và nhiều quá trình bệnh. Cường độ chống oxy hóa được đo bằng giá trị ORAC, công suất hấp thu gốc oxy là 214 mol/te 100 g. Dưa chuột có đặc tính lợi tiểu nhẹ, có lẽ là nhờ lượng muối thấp, hàm lượng nước tự do và kali. Đặc tính này giúp kiểm soát tình trạng tăng cân và huyết áp cao. Điều đáng ngạc nhiên là loại quả này có lượng vitamin K cao, cung cấp khoảng 17 g vitamin K, 100 g vitamin K có vai trò quan trọng đối với xương do nó thúc đẩy hoạt động tạo xương. Vitamin này cũng đã được xác định vai trò trong điều trị bệnh nhân nhờ hạn chế tổn thương tế bào thần kinh trong não. Lựa chọn và bảo quản: dưa chuột hầu như được bán quanh năm, cả ở dạng tươi, dạng bảo quản và chế biến sẵn. Nếu mua dưa chuột tươi, nên chọn những quả có màu xanh sáng, cứng và chắc tay. Xem kỹ để phát hiện những vết chấm, đứt hoặc nứt vỡ trên bề mặt quả dưa. Không mua những quả đã quá già hoặc có màu vàng vì chúng thường chứa nhiều chất xơ không tan và hạt cứng. Ngoài ra, cũng nên tránh những quả mà hai đầu nhăn nheo, vì đó là dấu hiệu dưa đã cũ và bị héo. Loại dưa được trồng hữu cơ sẽ giàu hương. Chế biến: rửa sạch dưới vòi nước lạnh ngay trước khi ăn. Đôi khi phải cọ thật kỹ chỗ có gai hoặc chất bẩn bám chặt. Dùng dao sắc cắt hai đầu và xoa hai đầu vỏ vào nhau để loại bớt chất nhựa trắng dính có thể làm đầu quả dưa bị đắng. Sau đó có thể cắt thành từng miếng dài, miếng nhỏ hoặc từng khoanh. Dưa chuột có thể dùng ăn sống, trộn salad, làm sinh tố, nấu súp hoặc chế biến thành nhiều món ăn khác. Chế biến: rửa sạch dưới vòi nước lạnh ngay trước khi ăn. Đôi khi phải cọ thật kỹ chỗ có gai hoặc chất bẩn bám chặt. Dùng dao sắc cắt hai đầu và xoa hai đầu vỏ vào nhau để loại bớt chất nhựa trắng dính có thể làm đầu quả dưa bị đắng. Sau đó có thể cắt thành từng miếng dài, miếng nhỏ hoặc từng khoanh. Dưa chuột có thể dùng ăn sống, trộn salad, làm sinh tố, nấu súp hoặc chế biến thành nhiều món ăn khác. 7 công dụng của dưa leo nhất định bạn phải biết. Công dụng của dưa leo đối với sức khỏe nhiều hơn những gì chúng ta thường nghĩ. Không chỉ đơn giản là loại rau củ quả dùng thanh mát, giải nhiệt trong ngày nóng, dưa leo còn nhiều giá trị khác. 1. Về dưa leo. Dưa leo cùng họ với dưa hấu và bí ngô là một trong những loại thực phẩm phổ biến. Loại quả này rất được ưa chuộng sử dụng trong thực đơn hàng ngày của các gia đình. Dưa leo đặc biệt được tiêu thụ rất nhiều trong những ngày nóng hoặc mùa hè. Dưa leo được dùng theo hai dạng phổ biến: dưa lớn, được cắt lát ăn tươi, làm salad hoặc xào nấu. Loại dưa lớn này thường vỏ mịn, nhiều nước vị thanh nhẹ. Dưa nhỏ là loại được sử dụng để muối chua. Loại dưa này bao gồm cả vỏ mịn hoặc có về sần hay gai ở vỏ. Dưa nhỏ này đôi lúc vị có thể hơi đắng một chút và ít nước hơn dưa lớn. 2. Dinh dưỡng của dưa leo. Dưa leo cũng được xếp vào một trong những thực phẩm siêu dinh dưỡng. Dưa leo có lượng calo rất thấp nhưng chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng. Một quả dưa leo khoảng 300 g chưa gọt vỏ chứa lượng dinh dưỡng như sau: calo 45, cát 11 g, protein 2 g, vitamin C 14% RGI, vitamin K 62% RGI, magie 10% RGI, kali 13% RGI, mangan 12% RGI. Trong đó RGI, Stephenson Daily Inta, là mức tiêu thụ hàng ngày tham khảo hay khẩu phần hàng ngày tham khảo. Ngoài ra, dưa leo có hàm lượng nước cao. Trên thực tế, dưa leo được tạo thành từ khoảng 96% nước. Để tận dụng tối đa hàm lượng dinh dưỡng của dưa leo, thường bạn sẽ được khuyên là dùng cả vỏ. Vì vỏ dưa leo chứa một lượng chất xơ đáng kể, cũng như một số vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, để an toàn, bạn nên rửa thật sạch và ngâm qua nước muối loãng để đảm bảo dưa đủ sạch trước khi dùng. 3. 7 công dụng của dưa leo bạn nhất định nên biết. 3.1. Công dụng của dưa leo điển hình nhất: giúp ngăn ngừa mất nước. Như chúng ta thấy đề cập ở trên, dưa leo là loại quả cực kỳ nhiều nước. Hơn thế, dưa leo còn chứa các chất điện giải quan trọng. Các chất điện giải này có thể giúp chúng ta ngăn ngừa mất nước hiệu quả. Đối với những người không bảo đảm uống đủ nước, thậm chí là không thích uống quá nhiều nước thì có thể uống nước dưa leo. Để loại nước này thêm hấp dẫn,
bạn có thể thêm vào một vài lá bạc hà để tăng mùi thơm cho thức uống khá thân thiện này. Như vậy, với tác dụng này của dưa leo, chúng ta có thêm nước điện giải tự nhiên nữa ngoài nước dừa cho mùa nóng này rồi. Dùng dưa leo xen kẽ trong danh sách thức uống cho ngày nóng, hẳn giảm đi không ít băn khoăn của nhiều người về uống nước dừa mỗi ngày. 3.2. Dưa leo tốt cho sức khỏe của xương. Dưa leo có chứa lượng vitamin K đáng kể. Mà, vitamin K có thể giúp đông máy và hỗ trợ sức khỏe của xương. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, USDA, một ly nước dưa chuột, không gọt vỏ, khoảng 142g có thể cung cấp 10.2 microgram, vitamin K. Trong khi đó, nữ giới từ 19 tuổi trở lên cần 90 microgram vitamin K ngày. Nam giới từ 19 tuổi trở lên cần 120 microgram vitamin K ngày. Dưa leo cũng chứa 19.9 mg canxi. Trong khi đó, người trưởng thành cần 1.000 đến 2.000 microgram canxi ngày. Chúng ta cũng nên biết rằng, vitamin K giúp cải thiện sự hấp thụ canxi. Sự xuất hiện cùng nhau của cả hai loại này đều góp phần tích cực cho sức khỏe của xương. Và dưa leo thì có đủ và thậm chí là lượng đáng kể. Điều này cũng khiến chúng ta có lý do để thường xuyên sử dụng dưa leo hơn. 3.3. Tác dụng phòng tránh ung thư. Theo nghiên cứu, trong dưa leo có chứa cucurbitần. Chất này có thể giúp ngăn ngừa ung thư bằng cách ngăn chặn các tế bào ung thư sinh sản. Bên cạnh đó, một ly dưa chuột khoảng 133g, không bỏ vỏ, có thể cung cấp 1g chất xơ. Trong khi đó, chất xơ có thể giúp chúng ta phòng chống ung thư đại trực tràng. 3.5. Tốt cho người có bệnh tiểu đường. Theo nghiên cứu, dưa leo có thể đóng một vai trò nhất định trong việc kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Vì dưa leo có chứa các chất có thể giúp hạ đường huyết hoặc ngăn đường huyết tăng quá cao. Có một giả thuyết còn cho rằng, cucurbitần trong dưa leo có thể giúp điều chỉnh giải phóng insulin và chuyển hóa glycogen ở gan, một loại hormone chủ chốt trong quá trình xử lý đường trong máu. 3.5. Tốt cho người có bệnh tiểu đường. Theo nghiên cứu, dưa leo có thể đóng một vai trò nhất định trong việc kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Vì dưa leo có chứa các chất có thể giúp hạ đường huyết hoặc ngăn đường huyết tăng quá cao. Có một giả thuyết còn cho rằng, cucurbitần trong dưa leo có thể giúp điều chỉnh giải phóng insulin và chuyển hóa glycogen ở gan, một loại hormone chủ chốt trong quá trình xử lý đường trong máu. Ngoài ra, chất xơ trong dưa leo cũng góp phần ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường tai 2. Cuối cùng, các nghiên cứu cũng cho biết dưa leo có điểm thấp về chỉ số đường huyết. Điều này có nghĩa là dưa leo cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu mà không thêm carbohydrate có thể làm tăng đường huyết. 3.6. Công dụng của dưa leo giúp giảm cân hiệu quả. Vì hàm lượng calo khá thấp lại nhiều nước, dưa leo cũng là một trong những lựa chọn giúp giảm cân cực kỳ hiệu quả. Một phần ăn bình thường khoảng 104g có thể chứa 16 calo, trong khi 300g dưa leo chỉ chứa 45 calo. Điều này có nghĩa là bạn có thể dùng dưa leo nhiều gấp 3 lần khẩu phần bình thường nhưng không thêm calo và đương nhiên không dẫn tới tăng cân. 3.7. Công dụng của dưa leo, chăm sóc da cực tốt. Hầu hết chúng ta không còn lạ với công dụng này của dưa leo phải không nhỉ? Dưa leo được dùng để đắp mặt nạ khá phổ biến. Vì các chất dinh dưỡng từ dưa leo có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe của làn da. Dưa leo có thể giúp làm mát, làm dịu làn da, giảm sưng và giảm kích ứng. Dưa leo có thể làm giảm bớt cháy nắng. Hay khi đắp lên mắt, chúng có thể giúp giảm bọng mắt bị sưng khi chúng ta ngủ dậy. Dưa leo an toàn hầu như cho tất cả các làn da. Tuy nhiên, để an toàn thì chúng ta cũng nên dùng một lượng nhỏ trước để xem da có phản ứng gì hay không, rồi mới nên sử dụng tiếp. 4. Sử dụng và lưu trữ dưa leo như thế nào? 4.1. Sử dụng dưa leo. Cách dùng dưa leo phổ biến nhất là dùng để ăn tươi, làm salad. Trước khi dùng, bạn có thể ngâm nước muối, sau đó rửa sạch lại. Có thể gọt vỏ đi hoặc không tùy ý. Nếu muốn giảm lượng nước ở dưa để làm món ăn không bị chảy nước, bạn có thể vắt bớt nước ở dưa leo đi. Ngoài dùng tươi, trộn salad, dưa leo cũng có thể kết hợp với một số món ăn như xào hoặc nấu chín. Vì dưa leo cũng khá nhanh chín mềm, nên để có độ giòn ngon, thường khi chế biến, bạn sẽ cho dưa vào sau cùng trước khi tắt bếp. 4.2. Lưu trữ dưa leo. Thông thường, chúng ta sẽ không chọn những quả dưa leo vàng, có những chỗ bị vết lõm hoặc đầu trái dưa bị héo. Vì đây là những trái già và không còn tươi ngon nữa,
Muốn để dưa được lâu, bạn hãy chọn những quả có màu sáng, cầm chắc tay, màu xanh đậm và cỡ trái vừa, đừng quá to. Những trái có vết cứt hoặc vết dập bạn cũng không nên chọn, vì những trái này sẽ không bảo quản được lâu, rất nhanh chóng bị hư. Những thông tin trên hy vọng có thể giúp bạn hiểu nhiều hơn về tác dụng cũng như những thông tin khác của dưa leo hay còn gọi là dưa chuột. Đây là loại quả mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Vì thế, bạn hãy nhanh chóng bổ sung vào thực đơn ăn uống mỗi tuần nhé. Trên đây là những kiến thức được kênh Thức Ăn Dinh Dưỡng Sống Khỏe chia sẻ về dưa leo. Mong rằng sẽ giúp anh, chị, bạn bè, cô chú, bác coi để nâng cao kiến thức. Dưa chuột hay dưa leo thường được coi là một món ăn chơi hay trang trí các món ăn. Trong khi đó, không chỉ chứa nhiều nước và muối khoáng, thứ rau tuyệt vời ít calo này còn rất giàu dinh dưỡng. Và cách bảo quản cũng như chế biến sẽ quyết định giá trị dinh dưỡng và an toàn của loại quả bổ dưỡng này. Dưa chuột hay dưa leo thường được coi là một món ăn chơi hay trang trí các món ăn. Trong khi đó, không chỉ chứa nhiều nước và muối khoáng, thứ rau tuyệt vời ít calo này còn rất giàu dinh dưỡng. Và cách bảo quản cũng như chế biến sẽ quyết định giá trị dinh dưỡng và an toàn của loại quả bổ dưỡng này. Bạn đang xem video dinh dưỡng của dưa leo tại kênh YouTube Thức Ăn Dinh Dưỡng Sống Khỏe. Bảo quản cũng như chế biến sẽ quyết định giá trị dinh dưỡng và an toàn của loại quả bổ dưỡng này. Bạn đang xem video dinh dưỡng của dưa leo tại kênh YouTube Thức Ăn Dinh Dưỡng Sống Khỏe. Là một trong những loại rau rất ít calo, 100g dưa chuột chỉ cung cấp 15 calo. Dưa chuột không chứa chất béo no hoặc cholesterol. Vỏ dưa chuột là nguồn chất xơ tốt giúp giảm táo bón và có tác dụng bảo vệ chống ung thư đại tràng nhờ loại bỏ những hợp chất độc trong ruột, là nguồn kali rất tốt, một chất điện giải quan trọng trong tế bào. 100g dưa chuột cung cấp 147mg kali nhưng chỉ cung cấp 2mg natri. Kali là chất điện giải thân thiện với tim, giúp giảm huyết áp và nhịp tim nhờ đối kháng lại. Tác dụng của natri, dưa chuột chứa những chất chống oxy hóa đặc biệt với tỷ lệ hợp lý như caroten và carotene, vitamin C, vitamin A, zeaxanthin và lutein. Những hợp chất này có tác dụng dọn sạch các gốc tự do và oxy phản ứng, ROS, đóng vai trò trong lão hóa và nhiều quá trình bệnh. Cường độ chống oxy hóa được đo bằng giá trị ORAC, công suất hấp thu gốc oxy là 214 mol/te 100g. Dưa chuột có đặc tính lợi tiểu nhẹ, có lẽ là nhờ lượng muối thấp, hàm lượng nước tự do và kali. Đặc tính này giúp kiểm soát tình trạng tăng cân và huyết áp cao. Điều đáng ngạc nhiên là loại quả này có lượng vitamin K cao, cung cấp khoảng 17g vitamin K, 100g vitamin K có vai trò quan trọng đối với xương do nó thúc đẩy hoạt động tạo xương. Vitamin này cũng đã được xác định vai trò trong điều trị bệnh nhân nhờ hạn chế tổn thương tế bào thần kinh trong não. Lựa chọn và bảo quản. Dưa chuột hầu như được bán quanh năm, cả ở dạng tươi, dạng bảo quản và chế biến sẵn. Nếu mua dưa chuột tươi, nên chọn những quả có màu xanh sáng, cứng và chắc tay. Xem kỹ để phát hiện những vết chấm, đứt hoặc nứt vỡ trên bề mặt quả dưa. Không mua những quả đã quá già hoặc có màu vàng vì chúng thường chứa nhiều chất xơ không tan và hạt cứng. Ngoài ra, cũng nên tránh những quả mà hai đầu nhăn nheo, vì đó là dấu hiệu dưa đã cũ và bị héo. Loại dưa được trồng hữu cơ sẽ giàu hương. Chế biến, rửa sạch dưới vòi nước lạnh ngay trước khi ăn. Đôi khi phải cọ thật kỹ chỗ có gai hoặc chất bẩn bám chặt. Dùng dao sắc cắt hai đầu và xoa hai đầu vỏ vào nhau để loại bớt chất nhựa trắng dính có thể làm đầu quả dưa bị đắng. Sau đó có thể cắt thành từng miếng dài, miếng nhỏ hoặc từng khoanh. Dưa chuột có thể dùng ăn sống, trộn salad, làm sinh tố, nấu súp hoặc chế biến thành nhiều món ăn khác. Chế biến, rửa sạch dưới vòi nước lạnh ngay trước khi ăn. Đôi khi phải cọ thật kỹ chỗ có gai hoặc chất bẩn bám chặt. Dùng dao sắc cắt hai đầu và xoa hai đầu vỏ vào nhau để loại bớt chất nhựa trắng dính có thể làm đầu quả dưa bị đắng. Sau đó có thể cắt thành từng miếng dài, miếng nhỏ hoặc từng khoanh. Dưa chuột có thể dùng ăn sống, trộn salad, làm sinh tố, nấu súp hoặc chế biến thành nhiều món ăn khác. 7 công dụng của dưa leo nhất định bạn phải biết. Công dụng của dưa leo đối với sức khỏe nhiều hơn những gì chúng ta thường nghĩ. Không chỉ đơn giản là loại rau củ quả dùng thanh mát, giải nhiệt trong ngày nóng, dưa leo còn nhiều giá trị khác. 1. Về dưa leo cùng họ với dưa hấu và bí ngô là một trong những loại thực phẩm phổ biến. Loại quả này rất được ưa chuộng sử dụng trong thực đơn hàng ngày của các gia đình.
Dưa leo đặc biệt được tiêu thụ rất nhiều trong những ngày nóng hoặc mùa hè. Dưa leo được dùng theo hai dạng phổ biến. Dưa lớn, được cắt lát ăn tươi, làm salad hoặc xào nấu. Loại dưa lớn này thường vỏ mịn, nhiều nước vị thanh nhẹ. Dưa nhỏ là loại được sử dụng để muối chua. Loại dưa này bao gồm cả vỏ mịn hoặc có về sần hay gai ở vỏ. Dưa nhỏ này đôi lúc vị có thể hơi đắng một chút và ít nước hơn dưa lớn. 2. Dinh dưỡng của dưa leo. Dưa leo cũng được xếp vào một trong những thực phẩm siêu dinh dưỡng. Dưa leo có lượng calo rất thấp nhưng chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng. Một quả dưa leo khoảng 300g chưa gọt vỏ chứa lượng dinh dưỡng như sau: calo 45, cát 11g, protein 2g, vitamin C 14% RGI, vitamin K 62% RGI, magie 10% RGI, kali 13% RGI, mangan 12% RGI. Trong đó RGI 7% Daily Inta là mức tiêu thụ hàng ngày tham khảo hay khẩu phần hàng ngày tham khảo. Ngoài ra, dưa leo có hàm lượng nước cao. Trên thực tế, dưa leo được tạo thành từ khoảng 96% nước. Để tận dụng tối đa hàm lượng dinh dưỡng của dưa leo, thường bạn sẽ được khuyên là dùng cả vỏ, vì vỏ dưa leo chứa một lượng chất xơ đáng kể, cũng như một số vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, để an toàn, bạn nên rửa thật sạch và ngâm qua nước muối loãng để đảm bảo dưa đủ sạch trước khi dùng. 3. 7 công dụng của dưa leo bạn nhất định nên biết. 3.1. Công dụng của dưa leo điển hình nhất, giúp ngăn ngừa mất nước. Như chúng ta thấy đề cập ở trên, dưa leo là loại quả cực kỳ nhiều nước. Hơn thế, dưa leo còn chứa các chất điện giải quan trọng. Các chất điện giải này có thể giúp chúng ta ngăn ngừa mất nước hiệu quả. Đối với những người không bảo đảm uống đủ nước, thậm chí là không thích uống quá nhiều nước thì có thể uống nước dưa leo. Để loại nước này thêm hấp dẫn, bạn có thể thêm vào một vài lá bạc hà để tăng mùi thơm cho thức uống khá thân thiện này. Như vậy, với tác dụng này của dưa leo, chúng ta có thêm nước điện giải tự nhiên nữa ngoài nước dừa cho mùa nóng này rồi. Dùng dưa leo xen kẽ trong danh sách thức uống cho ngày nóng, hẳn giảm đi không ít băn khoăn của nhiều người về uống nước dừa mỗi ngày. 3.2. Dưa leo tốt cho sức khỏe của xương. Dưa leo có chứa lượng vitamin K đáng kể, mà vitamin K có thể giúp đông máy và hỗ trợ sức khỏe của xương. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, USDA, một ly nước dưa chuột không gọt vỏ khoảng 142g có thể cung cấp 10.2 microgram vitamin K. Trong khi đó, nữ giới từ 19 tuổi trở lên cần 90 microgram vitamin K ngày, nam giới từ 19 tuổi trở lên cần 120 microgram vitamin K ngày. Dưa leo cũng chứa 19.9mg canxi. Trong khi đó, người trưởng thành cần 1.000 đến 2.000 microgram canxi ngày. Chúng ta cũng nên biết rằng vitamin K giúp cải thiện sự hấp thụ canxi. Sự xuất hiện cùng nhau của cả hai loại này đều góp phần tích cực cho sức khỏe của xương. Và dưa leo thì có đủ và thậm chí là lượng đáng kể. Điều này cũng khiến chúng ta có lý do để thường xuyên sử dụng dưa leo hơn. 3.3. Tác dụng phòng tránh ung thư. Theo nghiên cứu, trong dưa leo có chứa cucurbitần. Chất này có thể giúp ngăn ngừa ung thư bằng cách ngăn chặn các tế bào ung thư sinh sản. Bên cạnh đó, một ly dưa chuột khoảng 133g, không bỏ vỏ, có thể cung cấp 1g chất xơ. Trong khi đó, chất xơ có thể giúp chúng ta phòng chống ung thư đại trực tràng. 3.5. Tốt cho người có bệnh tiểu đường. Theo nghiên cứu, dưa leo có thể đóng một vai trò nhất định trong việc kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Vì dưa leo có chứa các chất có thể giúp hạ đường huyết hoặc ngăn đường huyết tăng quá cao. Có một giả thuyết còn cho rằng cucurbitần trong dưa leo có thể giúp điều chỉnh giải phóng insulin và chuyển hóa glycogen ở gan, một loại hormone chủ chốt trong quá trình xử lý đường trong máu. 3.5. Tốt cho người có bệnh tiểu đường. Theo nghiên cứu, dưa leo có thể đóng một vai trò nhất định trong việc kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Vì dưa leo có chứa các chất có thể giúp hạ đường huyết hoặc ngăn đường huyết tăng quá cao. Có một giả thuyết còn cho rằng cucurbitần trong dưa leo có thể giúp điều chỉnh giải phóng insulin và chuyển hóa glycogen ở gan, một loại hormone chủ chốt trong quá trình xử lý đường trong máu. Ngoài ra, chất xơ trong dưa leo cũng góp phần ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường tai 2. Cuối cùng, các nghiên cứu cũng cho biết dưa leo có điểm thấp về chỉ số đường huyết. Điều này có nghĩa là
Dưa leo cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu mà không thêm carbon hydrate có thể làm tăng đường huyết. 3.6. Công dụng của dưa leo, giúp giảm cân hiệu quả. Vì hàm lượng calo khá thấp lại nhiều nước, dưa leo cũng là một trong những lựa chọn giúp giảm cân cực kỳ hiệu quả. Một phần ăn bình thường khoảng 104g có thể chứa 16 calo, trong khi 300g dưa leo chỉ chứa 45 calo. Điều này có nghĩa là bạn có thể dùng dưa leo nhiều gấp 3 lần khẩu phần bình thường nhưng không thêm calo và đương nhiên không dẫn tới tăng cân. 3.7. Công dụng của dưa leo, chăm sóc da cực tốt. Hầu hết chúng ta không còn lạ với công dụng này của dưa leo phải không nhỉ? Dưa leo được dùng để đắp mặt nạ khá phổ biến, vì các chất dinh dưỡng từ dưa leo có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe của làn da. Dưa leo có thể giúp làm mát, làm dịu làn da, giảm sưng và giảm kích ứng. Dưa leo có thể làm giảm bớt cháy nắng. Hay khi đắp lên mắt, chúng có thể giúp giảm bọng mắt bị sưng khi chúng ta ngủ dậy. Dưa leo an toàn hầu như cho tất cả các làn da. Tuy nhiên, để an toàn thì chúng ta cũng nên dùng một lượng nhỏ trước để xem da có phản ứng gì hay không, rồi mới nên sử dụng tiếp. 4. Sử dụng và lưu trữ dưa leo như thế nào? 4.1. Sử dụng dưa leo, cách dùng dưa leo phổ biến nhất là dùng để ăn tươi, làm salad. Trước khi dùng, bạn có thể ngâm nước muối, sau đó rửa sạch lại. Có thể gọt vỏ đi hoặc không tùy ý, nếu muốn giảm lượng nước ở dưa để làm món ăn không bị chảy nước, bạn có thể vắt bớt nước ở dưa leo đi. Ngoài dùng tươi, trộn salad, dưa leo cũng có thể kết hợp với một số món ăn như xào hoặc nấu chín. Vì dưa leo cũng khá nhanh chín mềm, nên để có độ giòn ngon, thường khi. Những thông tin trên hy vọng có thể giúp bạn hiểu nhiều hơn về tác dụng cũng như những thông tin khác của dưa leo hay còn gọi là dưa chuột. Đây là loại quả mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Vì thế, bạn hãy nhanh chóng bổ sung vào thực đơn ăn uống mỗi tuần nhé. Trên đây là những kiến thức được kênh Thức Ăn Dinh Dưỡng Sống Khỏe chia sẻ về dưa leo. Mong rằng sẽ giúp anh, chị, bạn bè, cô chú, bác, coi đế nâng cao kiến thức.